Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô gia đình của em. Thì hôm nay em Sơn xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái mẫu xe mới. Đây là mẫu xe cũng không, thực tế ra thì nếu mà nói đúng thì nó không phải là mới đâu quý vị. Nhưng mà cái phiên bản thùng này là phiên bản thùng mới. Thưa quý vị, xe thì thường thường xe tải chúng ta có ba cái kích cỡ, có những kích cỡ thùng khác nhau. Đồng thời là đối với lại cái xe thì chúng ta có thùng lựng, thùng bẹt, thùng kín. Thì trong đó thì thùng lựng thường thường là cái thùng mà ngắn nhất nhưng mà lại chắc chắn nhất. Thùng kín rồi sau đó mới đến thùng bẹt và thùng kín. Thì đây quý vị nhìn, đây đây là chiếc xe có cái sự đặc biệt hơn hơn cả. Đây là chiếc xe Jack X5 một tấn rưỡi đóng tại ô tô Phú Mẫn, có cái kiểu thùng là thùng bán hàng lưu động, đồng thời là cái kiểu thùng giúp chúng ta có thể trưng dụng được để trưng bày hàng hóa cũng như các sản phẩm mà chúng ta bày bán ra. Cái xe này thì rất cứng kép. Đồng thời cái mẫu xe Jack X5 này, như một số cái clip trước em đã giới thiệu, thì đây là một cái dòng xe đã khá quen thuộc đối với các bác tài, đã khá quen thuộc đối với bác tài. Vì thứ nhất là dòng xe này nó đã ra đời từ năm 2018, cái chất lượng xe nó đã được khẳng định trên thị trường rồi. Miền Nam và miền Tây, đồng thời các tỉnh mà Nam Trung Bộ, người ta chạy chiếc xe này rất là nhiều thưa quý vị. Trên đường chúng ta chỉ cần ngồi khoảng cái chừng 15 20 phút là chúng ta có thể bắt gặp một chiếc xe Jack chạy ở trên nội đô Sài Gòn vào những cái buổi sáng sớm. Đó. Thưa quý vị, mặt trước của chiếc xe Jack 1 tấn rưỡi như chúng ta thấy, trời vừa mới mưa xong, một cái cơn mưa cũng khiến cho cái bầu không khí chúng ta nó mát mẻ trở lại. Thì xe Jack của chúng ta là có cái phần cabin nó nhô về phía trước theo kiểu Hyundai Porter. Thiết kế này y chang như là một chiếc Hyundai Porter vậy quý vị. Nó chỉ có điều nó khác một tí xíu là xe Hyundai Porter thì họ không có cái cửa sổ trời ở trên kia, không có lấy gió bên trong bên bên ngoài vô được nha quý vị. Còn đối với Jack thì chúng ta có thể lấy gió bên ngoài vô được. Đồng thời là đối với chiếc xe tải Jack 1 tấn rưỡi này, quý vị thấy phần xe chúng ta được được làm bằng được sơn bằng màu sơn tĩnh điện, màu bạc, màu trắng, màu xanh. Đồng thời là cũng có một những chiếc xe người ta sơn khác màu. Thì lý giải cho điều này là Jack hỗ trợ cho khách hàng sơn sơn màu theo sở thích và theo cái phong thủy để tiện là công việc làm ăn. Phần mặt trước của xe quý vị thấy nhìn rất trắng, rất là cứng kép. Đây, mặt trước rất là cứng kép. Mặt kính này là mặt kính ba lớp, cấu tạo ba lớp cứng chắc, nhưng mà cái này em không thử được nha quý vị, thử có thể bị bể. Đồng thời là phần này chúng ta có phần lá lúa này, cái công nghệ gạt mưa nó chỉ ở trên những chiếc xe hơi mà thôi đó. Còn phần phần trước cabin này chúng ta có một cái logo Jack đó, logo Jack mạ rôm nhìn sáng đẹp đó. Phần đèn hậu không, phần đèn chiếu sáng, đèn chiếu sáng thì tích hợp pha cóp và xi nhan ở đây luôn. Thì cái đèn này á, quý vị nhìn nè, đèn này ôm sát bo sát luôn các cạnh các góc. Rồi cái xe của chúng ta mặc dù là đã được bao tròn cái mặt phía trước nhưng mà bên cạnh đó nó vẫn có những cái điểm nhấn, ví dụ như để những cái điểm vát cạnh nè. Đó, nó khiến cho chúng cái xe của chúng ta nó thêm cái đường nét nó cứng cáp. Đồng thời là cái điểm vát cạnh này á, nó khiến cho cái xe của chúng ta nó cái độ chịu lực nó cao. Đối với một chiếc xe thì cái độ lền lạc của chiếc xe là rất quan trọng. Ở đây em cũng muốn cho quý vị thấy. Ở đây em cũng muốn cho quý vị thấy cái sự lền lạc của xe nè quý vị, từng đường nét. Quý vị thấy không? Đường nét rất là lền lạc. Đó. Như chiếc xe ô tô con rồi quý vị. Đi ở trong cái chiếc xe này thì chúng ta đảm bảo được cái yếu tố an toàn nha quý vị. Phần dưới cái dè đằng trước à, cái dè đằng trước, cái cản đằng trước á, nó được làm bằng nhựa, nhựa cứng nha quý vị. Làm rất là được sơn, cái màu sơn rất là đẹp mịn. Phần phía dưới là phần hốc lấy gió trời.
Phần bên này là phần cái phần đèn sương mù được làm bằng halogen, tích hợp cụm này đi an toàn lắm quý vị. Và đối với chiếc xe rắc 1 tấn rưỡi này, như quý vị thấy, xe rắc 1 tấn rưỡi này có cái phần đặc biệt một tí xíu. Phần bên hông là phần có cái logo Euro 4 đó quý vị, đạt chuẩn Euro 4 là ga điện. Đồng thời là nó tiết kiệm nhiên liệu so với lại những cái hàng Euro 2 trước đây. Và từ năm 2018 đến bây giờ là những cái người mà người ta mua xe thường thường người ta sẽ chọn Euro 4. Bắt đầu phải tập làm quen với Euro 4, tại vì sau này các cái trạm đăng kiểm nó sẽ đánh rớt Euro 2 hết quý vị. Đó, cái tem rắc này quý vị. Đó. Bên cạnh thì nó có một cái đèn xi nhan. Đó, cái phần bên này, cái phần bên hông của xe tải rắc nó có một cái sự quyến rũ lạ thường, quý vị. Có nghĩa là nó rất là mềm mại nhưng mà nhìn nó cũng rất là cứng cáp quý vị. Đây, cái phần này là phần cánh tay để chúng ta là mở cái xe này ra. Đó. Phần này là phần chỗ để mở cái xe này. Đó, cảm giác đóng mà cảm giác mở ra rất là nhẹ nhàng. Đây, em sẽ thử đóng mạnh vào nhé. Đó, quý vị thấy không, cái lực đóng của em rất là mạnh mà. Nếu mà như một cái xe mà chất lượng nó yếu á, thì nhiều khi là có thể đóng mạnh như vậy là nó có thể làm vỡ kính bên hông, hoặc là nghe cái tiếng tôn rất là nhiều. Nhưng mà ở đây rắc làm chiếc xe của chúng ta nó có một cái độ đầm, và thậm chí là không thể nào nghe được tiếng tôn của chiếc xe này. Đó quý vị. Đây, cái phần mà ron, phần ron chống nước và phần ron để làm chiếc xe của chúng ta nó bớt ồn khi mà đóng cửa. Đây quý vị, người ta làm rất kỹ lưỡng. Đồng thời là cái chiếc xe nó phải liền lạc. Chiếc xe nó phải liền lạc thì người ta mới có thể là đóng cái cửa vào nó không nghe tiếng tôn được. Đây quý vị, nó không có sự đụng chạm. Còn chiếc xe, còn phần này của chúng ta nè, phần cánh cửa đây quý vị. Đó, phần cánh cửa thì cái cánh cửa của rắc bên hông á, nó có một cái phần là phần này là phần đèn, là mỗi lần mà mình lên xe bật cái công tắc đèn á, thì cái phần đèn này nó sẽ sáng. Đó, quý vị, sáng, nó chiếu sáng cho chúng ta khi mà lên xe. Đó. Đó, quý vị. Còn phần này là phần loa, thì loa của rắc rất là tốt, lát đó em sẽ thử cho quý vị. Đó, chỗ này là chỗ để đồ, hộp đồ đựng nước các thứ. Còn phần này là phần gì? Phần này là phần chỉnh gương chiếu hậu. Đây là một cái đặc biệt của rắc 1 tấn rưỡi trong cái dòng xe tải hiện tại. Bây giờ chưa có cái dòng nào ứng dụng cái công nghệ của xe hơi này vô trong xe tải đâu quý vị. Chỉ có rắc 1 tấn rưỡi có thôi. Chỉ cần ngồi trong cabin, nhấn cái nút này điều chỉnh qua, điều chỉnh lại, lên xuống thì có thể điều chỉnh được cái gương chiếu hậu này. Đó quý vị nha. Còn cái phần này là phần kính chỉnh điện một chạm, chỉnh hai bên luôn, rất là ok, rất là. Cái phần nắm cửa tay lái, cái phần mà phần đó nhìn nó được bọc mạ chrome rất là sang đẹp sáng. Đó quý vị, đây là phần nội thất của xe, nội thất của xe tải rắc. Thì nội thất này đúng là rất là tuyệt vời. Đó, xe tải rắc của chúng ta đây quý vị, phần nội thất đây. Phần này là phần vô lăng 4 chấu có tích hợp trợ lực tay lái. Mỗi khi mà quý vị bật cái chìa khóa lên thì cái này nó sẽ tích hợp luôn trợ lực tay lái trên này. Đó, và phần còi ở giữa, đó, bấm một cái rất nhạy, rất kêu. Phần các phần ốp của cái xe này nè quý vị, nhìn nó cũng rất là sang trọng. À, nhìn rất là sang trọng. Phần ốp này nó được làm đen hơn, thấm hơn so với lại phần táp lô. Phần táp lô thì được làm bằng nhựa cứng. Cái đường nét của từng, quý vị nhìn nè, xem một chiếc xe chúng ta phải xem kỹ. Quý vị nhìn nè, từng đường nét của cái phần nội thất này, nó liền lạc, nó không có một cái chỗ hở nào hết. Đó, nó rất là đẹp quý vị, rất là đẹp. Đó, quý vị nha. Còn phần này là chúng ta có một cái phần để là, đây quý vị, chúng ta có một cái phần để bật cái nắp capo. Thì giờ bật lên cho quý vị thấy. Đó, cái nắp capo đây của chúng ta đây. Thì trong phần này chúng ta có thể là châm nước này quý vị. Đó, chúng ta có thể châm nước cho cái xe của chúng ta. Đó, châm nước.
Đó, còn lại đóng một cái, rụp một cái là nó vô. Rất là nhanh gọn. Rất là nhanh gọn, rất là ok, thoải mái. Quý vị nha. Đấy. Còn phần này á là phần điều chỉnh cường độ ánh sáng lên xuống này, quý vị ha. Đó. Cái tầm của ánh sáng đó, quý vị. Đó. Phần phía dưới này chúng ta thấy là có cái phần bố trí cái bàn đạp chân này. Cái chỗ này là chỗ để chân nữa quý vị nha. Phần này chân côn nè, rồi chân thắng, bàn đạp côn, bàn đạp đạp ga nè, rất là hợp lý. Phần bên này là chúng ta có vô cái vô lăng gạch gù rồi quý vị nhé. À, hàng ghế chúng ta cũng được điều chỉnh là bốn hướng. Ghế thì được bọc bằng nỉ. Để em ngồi trong. Còn đây là khi mà em ngồi ở trước cái xe rắc của chúng ta. Đó, quý vị thấy cảm giác ngồi rất là thoải mái. Ở phần này chúng ta có một cái tay nắm mà. Tay nắm này thì đôi khi bác tài muốn thoải mái hơn trong việc lái xe, có thể nắm. Phần này chúng ta có một cái phần che nắng. Đó. Cái xe này đặc biệt nó có cái sự điều hướng về phía bác tài. Đồng thời là chỗ ô tô jack người ta cũng rất là hay, người ta gắn những cái miếng dán như vậy nè để nhắc nhở quý vị khách hàng khi mà sử dụng chiếc xe này. Các quý vị nhé. Còn phần này là phần này là gì? Phần này là những cái phần mà FM radio các thứ. Đó. Đây là cần số. Cần số là 5 số tiến và 1 số lùi. Phần này chúng ta có cái gì? Có cái phần mà để gạt tàn này. Đó. Phần này là phần châm thuốc. Châm thuốc. Đó. Tất cả những cái gì có trong chiếc xe này đều rất tuyệt vời, quý vị nha. Còn phần này là chúng ta có cái phần để ly nhựa nè. Ở đằng sau cái hàng ghế này á, chúng hai hàng ghế này có thêm một cái hốc để đựng đồ rất là tốt. Nhưng mà không nói là mang đến cái xe nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thùng. Nói về đây là thùng. À, cái thùng xe của chúng ta là thùng cánh dơi. Bảo ơi, nhờ em mở giúp anh. À, từ từ. Đây. Từ trước mắt đó, ở đây chúng ta thấy là cái mình sẽ nói về cái thùng này. Cái thùng này của chúng ta nè, quý vị thấy không, nó được đóng ở 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó được đóng là tổng cộng 8 cái khung xương như vậy. Với lại thêm một cái nữa là cái phần này chúng ta có một cái phần để đỡ cái bựng. Thì cái bựng của chúng ta phía dưới á, nó cực kỳ là chắc chắn. Nó cực kỳ chắc chắn. Em có thể mở ra giúp anh được không Bảo? Đây Bảo đang làm thao tác mở bừng. Cực kỳ là chắc chắn. Ở bên hông bên cạnh nó còn có thêm một cái xích sắt như vậy nữa quý vị. Đây. Đánh giá cái bựng này á, thì em nói rất là chắc chắn. Cho ví dụ cho những ai mà đang có nhu cầu muốn mua cái xe này để chở cái hàng trưng bày đó. Thưa quý vị thấy không? Còn phần này là phần sàn nè quý vị. Dập cái lá me. Đó, phần sàn dập lá me. Rất dày, rất cứng cáp. Quý vị, xe này thì bên Phú Mấn tụi em làm với giá chỉ hơn 300 tí xíu thôi. Đó, đối với cái loại xe này đó là chúng ta còn có thêm cái trợ lực thủy lực. Trợ lực thủy lực để đồng thời là đóng mở cái phần vị ở trên để buôn bán. Thì bây giờ như quý vị thấy nè, trời đang mưa đúng không, thì mình bán hàng mình có thể đứng ở trong đây mình bán hàng, có cái phần này nó che mưa che nắng cho mình luôn đó quý vị. Đó. Xe này cũng có thêm một cái nắp trên đầu gọi là gì đây nhỉ, mui lướt gió đó quý vị, cực kỳ là đẹp. Phần trên này cũng có thêm cái đèn nè, cái đèn để bật khi mà chúng ta hoạt động trong đây. Đó, xe này nó mở được ba bừng luôn quý vị. Đó, thì mỗi một cái bừng á, mỗi một cái vị trên nó được làm tròn trịa như vậy, trơn láng như vậy, thì chúng ta có thể là gắn thêm những cái logo, những cái thiết kế của chúng ta, cái nhãn hàng chúng ta lên đây để quảng cáo khi mà đi trên xe này. Và đặc biệt thêm cái nữa là cái xe này của chúng ta á,
Nó có thêm một cái nữa là nó là có giấy tờ đàng hoàng quý vị, giấy tờ phiếu thùng đầy đủ đúng theo quy cách của đăng kiểm, cho nên chúng ta có thể là chạy chiếc xe này ngoài trời ngoài đường mà không lo về vấn đề công an giao thông hay là các anh đôi khi bắt bẻ quý vị nhé. Thùng dầu thì 42 đến 45 lít đủ chạy rất nhiều, 100 cây thì xe chúng ta chạy nó khoảng có chừng 7 đến 8 lít dầu thôi quý vị nhé. Rồi, cũng trời mưa cũng khá lớn rồi, vậy em xin phép ngưng cái clip này thưa quý vị nhé. Em xin chào và tạm biệt. Quý khách nào có nhu cầu thì có thể liên hệ tới em luôn theo số máy bên dưới. Em xin chào và tạm biệt ạ.